Hello, xin chào tất cả các em học sinh yêu quý nhá. Chào tất cả các bạn học sinh 2K4. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập đề học kỳ. Và tất nhiên là mục tiêu của chúng ta sẽ là 10 điểm học kỳ đúng không các em? Chào bạn Duy Văn nhá. Nào Jody Kem, chào bạn Duy Văn, chào bạn Nguyễn Ngọc Lâm, chào bạn Hồng Hoa, chia sẻ nào, chào Nguyễn Đan Linh nhá, vào đây, chào bạn Tuấn Anh, vô đây nào, chào tất cả các bạn học sinh 2K4 của thầy, chúng ta chiến đấu nào. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ôn tập học kỳ. Mục tiêu duy nhất là 10 điểm, được chưa? Rồi. Vô đi, vô đi. Hôm nay có vẻ sớm là các bạn là vẫn đang là chưa đi học về à hay như nào đây? Ít xem ấy, chưa vào kịp à? Chia sẻ nào, chia sẻ giúp thầy nhá, để cho các bạn gọi các bạn vào đi. À, vào đi. 10 điểm học kỳ. Cháy thầy ơi, nay học nguyên ngày. Học nguyên ngày rồi thì khóc là đúng thôi. Bình thường học offline xong rồi cuối ngày học online là đã vật vã lắm rồi đúng không? Bây giờ lại còn cả ngày học online. Đề này hơi nhẹ đúng không? Đề này thì chúng ta chỉ gọi là khởi động thôi. Đấy. Bước đầu trong cái việc là chúng ta ôn tập học kỳ. Được chưa nhờ? Ok các bạn thấy nó nhẹ là cũng đúng thôi, bởi vì đề này là thầy lấy ở một cái ôn tập học kỳ của một cái trường nào đó, thầy cũng không nhớ. Một đề học kỳ thôi, không có gì, nhẹ nhàng. Thầy gào thét tên em đi chào bạn Khánh Trâm nhá. Chào bạn Trâm em. Chào bạn Đăng San. Chào bạn Hải Huệ. Cô đi 1D à? Thử xem nhá, xem có phải 1D không. Thấy nhiều bạn đọc comment chưa gì đã là 1D, thế này là sai rồi nhá. Đấy, bạn Kiều Vi là sai luôn ngay câu 1 rồi. Vô đi, chào bạn Thanh Tùng Vũ nhá, chào bạn Nguyễn Minh Hằng. Nào vào đi. Hôm nay thì nội dung của chúng ta là ôn tập một cái đề nhẹ nhàng. Đấy, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng để chúng ta khởi động và luyện đề thôi, chứ không có gì cả. Nhìn chung thì các bạn cũng học tương đối là gọi là được nhiều chương trình rồi. Chắc là cũng sắp hết chương trình rồi đúng không? Chương trình học kỳ 1 đấy. Thì bây giờ chúng ta ôn tập học kỳ 1 là vừa. Thầy chả chào em, thầy chào rồi đi. Chào bạn Khánh Trăng một lần nữa nhá. Đấy, câu 1 đáp án A nhé, đúng rồi. Chào Phùng Tú Lam nhá, chào bạn Hồng Hoa. Chào bạn Hồ Tú Anh. Yeah, câu 1 đáp án A là đúng nhá. Bạn Ngọc Lan là comment C là sai đấy. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Comment sẵn sàng đi, chúng ta bắt đầu nào. Câu 1, gen là gì? Đấy, các bạn lưu ý cho thầy, gen này nó là một sản phẩm gì nhờ? Là một đoạn của một phân tử ADN. Đấy, riêng là cái khoản ADN là đáp án C và D đã sai rồi. Đúng không? Bởi vì C và D là một đoạn của ARN là sai. Đúng chưa? Đấy. Và nó mã hóa cho một chuỗi polypeptide đấy, hay là một sản phẩm là ARN đúng không? Đấy, nhớ chưa? Như vậy câu 1 là đáp án A, quá dễ rồi, được chưa? Rồi, chào bạn Hoàng Hải Như chia sẻ giúp thầy nhá. Câu số 2 nào. Các cặp gen chỉ phân ly độc lập với nhau khi mà chúng mình ở nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, được chưa? Và các cặp nhiễm sắc thể này thì phân ly độc lập về các tế bào con khi phân bào. Đấy, vậy là câu 2 là đáp án gì? Nào, câu 2 đáp án gì nhở? Khi mà nằm trên nhiễm sắc thể khác nhau nhá. Đấy, khác nhau là chúng ta đã gạch đi được đáp án A và đáp án C rồi, đúng không? Đấy, các cặp này không phân ly thì cũng là sai. Như vậy thì là đáp án B, câu số 2 đáp án B. Được chưa? Câu số 3, chúng ta có gì? Câu số 3 này thì
Thầy cũng đọc qua cái đề này rồi và thấy là đề này ra là chưa chặt lắm. Bởi vì nếu như mà ruồi giấm ở đây là ruồi giấm cái, nó có thể cho giao tử, đó là gì nhở? Đó chính là giao tử, có thể là liên kết hoặc giao tử hoán vị, đúng không? Đấy, thế nhưng mà chỗ này thì cho nó nửa vời, cho có hai loại thôi. Đấy, cho hai loại thôi, cho nên là chúng ta chưa khẳng định được. Đấy, và chúng ta nên sửa ở đây là ruồi giấm đực thì hơn. Nếu mà ruồi giấm đực thì chỉ khoanh được duy nhất đáp án C. Đấy, còn nếu mà ruồi giấm cái thì không khoanh được, đúng chưa? Bởi vì ruồi giấm cái là nó có hoán vị gen. Đấy, khả năng là chỗ này là có một chút nhầm lẫn gì đó. Đó. Thầy cũng không nhớ là thầy lấy cái đề này của trường nào nữa. Câu số 4 là cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn biến đổi qua các thế hệ theo hướng nào? Thì ở đây nó sẽ biến đổi theo hướng nó là giảm dị hợp, đúng không? Dị hợp giảm dần. Đấy, dị hợp giảm dần. Và sẽ tăng dần đồng hợp, đúng không? Tăng đồng hợp dần. Đấy, tăng dần đồng hợp. Ok chưa? Đó. Tự thụ hay là giao phối gần, giao phối cận huyết, đúng không? Đấy. Thì vì thế cho nên là người ta với khuyến cáo đó là gì? Đó. Thứ nhất là hôn nhân là phải cách xa ít nhất giờ tối thiểu là 3 đời, đúng không? 3 đời họ hàng không liên quan gì đến nhau. Cái thứ hai nữa là đấy là giảm thiểu cái tỷ lệ mà giao phối cận huyết, đúng không? Còn cái thứ hai nữa đó là gì? Khi một quần thể á, đúng nhở? Chúng ta gọi là giao phối cận huyết hoặc là tự thụ phấn ý, thì sẽ dẫn tới đó là tăng cái đồng hợp này và trong số đồng hợp này nó sẽ có đồng hợp lặn. Đấy. Trong cái đồng hợp này sẽ có đồng hợp lặn, đúng không? Thì cái tỷ lệ đồng hợp lặn đấy tức là cá thể nó sẽ yếu đi, đúng không? Đó, tức là có hại cho vốn gen. Đấy. Thấy chưa? Ngoài ra thì cũng có thể nói thêm một trường hợp nữa, đó là cái ưu thế lai. Ưu thế lai F1 của chúng ta thì các bạn biết là F1 là dị hợp, đúng không? Dị hợp thì sẽ là có lợi ích kinh tế là lớn nhất. Thế nhưng mà bây giờ đấy, cái ưu thế lai của chúng ta mà lại đem đi làm con giống đấy thì ưu thế lai sẽ bị giảm dần, đúng chưa? Bởi vì dị hợp mà đem đi lai thì nó rõ ràng sẽ xuất hiện đồng hợp rồi, đồng hợp lặn rồi. Đó. Như vậy là đáp án của chúng ta là đáp án D nhá. Câu số 5 cho biết là gì đây? E lớn là quy định thân cao trộn hoàn toàn so với cả A nhỏ là quy định thân thấp. B lớn là quy định hoa đỏ trộn hoàn toàn với cả B nhỏ là hoa trắng. Theo lý thuyết thì trong các phép Lai sau đây, có bao nhiêu phép Lai đều cho đời con có số cây thân cao chiếm 50%, đúng không? Và số cây hoa đỏ chiếm 100%. Hoa đỏ 100%. Đấy, tức là E lớn gạch ngang B lớn gạch ngang. Đó, bây giờ trong đó thì là B lớn là 100%. Cái này là 50%. Đúng chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cái nào là thầy nhìn nhanh là thấy cái số 4 này là đúng này. B là 100% trội này, A thì 50-50 này, đúng không? Cái này là gạch này, bởi vì B cho tỷ lệ 3-1 này. Đó, cái này thì là giống y hệt như ý số 4, đảo vai trò bố mẹ, đúng không? Cái này thì sao? Cái này cũng giống y như ý 2 và ý 4, đúng chưa? Rồi, tiếp theo, E lớn bằng bộ 50-50. Đúng nhá, B lớn 100%, như vậy cái ý số 5 này là đúng này. Đấy. Ý số 6 thì sao? E lớn, A nhỏ, B lớn. Đấy các bạn lấy nó y hệt như kiểu là phân lưu lập thôi. A lớn đây cũng là 50% và B lớn là 100%. 6 đúng. Tương tự như thế thì 7 sai. Ý 7 giống như ý 3 cũng là sai. Các bạn thử đi, thử lại đi nhá. Ok không? Chúng ta thử lại xem ý 7 nào. Ý 7 thầy thấy hơi nghi nghi. Thì nó sẽ ra là A lớn B lớn trên gì đây? A nhỏ B lớn này. Đúng chưa? Và A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Đúng rồi. Như vậy là B lớn vẫn là 100% đúng không? B lớn vẫn là 100% này. Thêm gì nữa không? Chưa chắc đúng không? Chưa chắc. Chúng ta còn có gì nữa nhở? A nhỏ B lớn trên A nhỏ B nhỏ này. Còn gì nữa nhở? Và A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Đấy. Như vậy là B nhỏ thì chưa được, B lớn thì chưa được 100% đúng không? Cái số 7 này là sai này. Cái số 7 này có xuất hiện là A nhỏ B nhỏ chia cho trên A nhỏ B nhỏ. Đấy. Như vậy là vi phạm cái điều kiện đó là B lớn 100%. Đấy là thiếu cái điều kiện này. Đúng chưa? Ý số 8 thì sao? Ý số 8 thì đúng rồi. Ý số 8 đây là có B lớn này. Đây là B lớn B nhỏ. Là B lớn B lớn. Đúng chưa? A lớn A nhỏ là với cả A nhỏ A nhỏ. Đấy.
Như vậy là đúng. Vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 y đúng. 6 y đúng, như vậy là đáp án C. Đúng chưa? Đó. Các bạn làm kiểu gì mà ra được tận cả 8 y đúng đấy? Hả? Hoa đỏ. B là hoa đỏ đúng nhờ? Đấy, B nhỏ là hoa trắng. Đấy, như vậy là ý 3 và ý 7 là sai. Và xin chúc mừng các bạn là sai. Đấy. Rất là nhiều bạn comment câu số 5 là đáp án A là sai. À, câu số 5 phải là đáp án C, đúng không? Câu số 6, chúng ta xem nào. Cho biết các gen phân liệu lập và tác động riêng rẽ, đúng không? Trộn lặn hoàn toàn. Và theo lý thuyết, A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ là với cả ba cặp dị hợp, đúng không? Thu được đời con gồm cái gì đây? Bao nhiêu cặp kiểu gen và bao nhiêu cặp kiểu hình, đúng không? A sẽ là ba kiểu gen. Kiểu gen là 3 x 2 x 3, đúng không? Như vậy là 18. 18 kiểu gen, gạch đi C và D. Kiểu hình thì sao? Kiểu hình đây là 2 x 2 x 2 là 8 kiểu hình. Đáp án A. Đúng chưa? Câu 6 đáp án A. Đúng rồi. Chúc mừng bạn Phùng Tú Lam này, Nguyễn Nam này. Ồ đúng hết rồi. Câu 6 thì các bạn đúng hết rồi. Câu số 5 thì vẫn có nhiều bạn sai. Câu số 7. Cho biết các gen phân liệu lập và tác động riêng rẽ, trộn lặn hoàn toàn. Số cá thể có kiểu gen. Số cá thể có kiểu gen ở đời con đúng không? Bây giờ A lớn A nhỏ thì sinh ra từ đây là 1 phần 2 này. B nhỏ thì cũng bằng 1 phần 2 này. D lớn D nhỏ cũng là 1 phần 2 này. E lớn E nhỏ cũng bằng 1 phần 2. Được chưa? Như vậy là 1 phần 2 mũ 4. Và sẽ là đáp án gì? Đáp án B, 1 phần 16. Đúng chưa? Câu 7B, khá là dễ. Rồi. Chúc các bạn là làm bài kiểm tra thì là được 10 điểm hết nhá. Cho biết mỗi gen quy định một tình trạng trộn lặn hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân ly gì đây? 1, 1, 1, 1 à? 1, 1, 1, 1 thì đây sẽ là lai phân tích, đúng không? Lai phân tích thì chính là đáp án C. A lai phân tích, B lai phân tích, được chưa? Đáp án C, câu số 8. Câu số 9, đề bài cho sẵn phép lai rồi và bảo là các loại giao tử của đực. Đực là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ và D nhỏ D nhỏ, đúng không? Như vậy giao tử của nó sẽ là A lớn, B lớn, D nhỏ và gì nữa nhỉ? A lớn, B nhỏ, D nhỏ. Đấy. Nói chung là D là nó có sẵn rồi. D chắc chắn là D nhỏ rồi, đúng không? Đó, D chắc chắn là D nhỏ rồi. Và chúng ta còn có gì nữa nhỉ? A nhỏ, B lớn, D nhỏ và A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ nữa. Đấy, bốn cái này như vậy lại là đáp án C. Đúng nhờ, câu số 9 đáp án C. Câu số 10. Khá dễ nhở, có vẻ là thầy cũng thấy quá dễ rồi đấy. Theo lý thuyết thì kiểu hình A lớn gạch ngang, B lớn gạch ngang, D nhỏ sinh ra từ phép lai này là bằng bao nhiêu? A lớn thì là 3 phần 4, đấy. B lớn thì là 100% nhân 1 và D nhỏ là 1 phần 2. Như vậy là bằng 3 phần 8, đáp án A, đúng nhờ? Đấy, câu số 10 đáp án A. Câu số 11, đời con thu được số kiểu hình là bằng bao nhiêu? Trộn lại hoàn toàn, số kiểu hình này là 2 x 1 x 2, như vậy là 4, đúng không? Đáp án B, 11 đáp án B. Đấy. Câu số 12, cho biết mỗi gen quyết định tính trạng trộn lại hoàn toàn và không có đột biến. Tỷ lệ các loại giao tử, A nhỏ là 1 phần 2, B lớn là 1, D nhỏ là 1, Ồ, như vậy là tổng là 1 phần 2, đáp án D. Đấy. Câu số 13, cho các thành tựu, ở đây thì người ta bảo đó là thành tựu đạt được do ứng dụng của kỹ thuật chuyển gen. Đó, chuyển gen là những cái nào? Thì các em lưu ý là cái phần thành tựu này sẽ thi một câu trong đề đại học. Được chưa? Sẽ thi một câu trong đề đại học thì chúng ta sẽ có gì đây? Câu số 13 là đáp án gì? Đáp án C đúng không? Tạo vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người. Đúng rồi. Ngày xưa ấy, thì các bạn biết là insulin là cái mà điều hòa lượng đường trong máu đúng không? Đấy, nếu mà các bạn còn nhớ phần học lớp 11 ấy, chúng ta có cân bằng nội môi đúng không? Insulin, đó, sẽ điều hòa gan thận, được chưa? Điều hòa lượng đường trong trong cơ thể người. Thì ngày xưa chúng ta bị bệnh tiểu đường là rất cần cái insulin này này. Đấy, mà nó lại rất là đắt đỏ. Như vậy là gần như là bệnh này không dành cho người nghèo. Đúng chưa? Những người nghèo mắc tiểu đường gần như là chết 100%. Đấy, bây giờ thì công nghệ tiên tiến rồi, chúng ta có thể sản xuất được nó bằng cách đại trà, được chưa?
bằng kỹ thuật chuyển gen ADN tái tổ hợp đấy, được chưa? Dâu tằm tam bội thì là sai rồi, tam bội không phải chuyển gen là đột biến rồi. Giống đậu tương mang gen kháng thuốc đây, thì tức là nó sẽ chuyển cái gen kháng thuốc diệt cỏ này vào, được chưa? Đấy, tạo ra dưa hấu tam bội thì cũng là đột biến, như vậy là 1 và 3 là đúng. 2 và 4 là đột biến, 1 và 3 thì là chuyển gen. Câu số 14, cơ thể có kiểu gen nào sau đây là dị hợp tử cả hai cảm năng xét, đáp án D. Đúng không? Quá dễ. Câu số 15, đối tượng được Mendel nghiên cứu là đậu Hà Lan, đúng chưa? Cho điểm rồi. Đột biến điểm trên gen có tắc các dạng là gì? Đột biến điểm thì chúng ta có đáp án là đáp án A, mất thêm hay là thay thế một cặp nu. Đột biến điểm là liên quan đến một cặp nu nhá, điểm là một cặp nu. Và nó là đột biến gen, được chưa? Còn đột biến chuyển đoạn hay là đảo đoạn thì nó là đột biến nhiễm sắc thể rồi. Yeah. Câu số 17. Một gen dài 5.100 angstrom thì chúng ta đổi ra nó là 3.000 nu. Nhờ. Giờ bạn nào còn không biết đổi nữa thì thôi chịu. Nhờ. Có số nu loại T gấp 2 lần nu loại G. Vậy là A bằng 2G. Đúng không? A bằng T bằng 2G. T bằng A bằng 2G. 2G là cũng bằng 2X luôn, đúng chưa? Đấy. Một đột biến xảy ra trên một cặp không làm thay đổi nu nhưng lại làm cho số liên kết hero sau khi đột biến là 3501, đúng không? Đây là dạng đột biến gì? Không làm thay đổi nu thì chắc chắn là nó là thay thế rồi, cho nên là đáp án thêm là gạch đi. Mất cũng gạch đi, đúng không? Đấy, các bạn đoán ở đây xem nó là gì? Chắc chắn là sẽ là thay thế một cặp AT bằng một cặp GX, đúng không? Đấy, nhưng mà chúng ta giải ra thì sẽ thấy là nó rất là dễ thôi. Bây giờ các bạn tính đi, A với T sẽ bằng bao nhiêu? Có A cộng G là bằng 50%, đúng không? Mà bây giờ lại có là A lại bằng 2G. Đấy, được chưa? Xong rồi chúng ta rút ra là H thì là bằng 2A cộng 3G, đúng chưa? Đấy, được chưa? A cộng G bằng 50% thì chúng ta có 50% là 1.500 không? À, bây giờ chúng ta chỉ cần rút ra G thôi. Rút ra G, được chưa? G thì là bằng 50% trừ đi A. H thì là bằng 2A cộng 3G là 2A cộng 2G cộng 1G nữa, đúng không? Là N cộng G đấy. Đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ tính ra được là bằng 3.500 cộng thêm 1, 3.501, đúng chưa? Như vậy sẽ là thay thế một cặp AT bằng GX. Bởi vì A với T liên kết với nhau bằng 2 liên kết hero, G liên kết với nhau bằng 3 liên kết. Đấy, mà đây là thêm 1 so với cả ban đầu. Đây là chúng ta tính ra được là bằng 3.500. Đúng không? Mà đề bài cho là sau khi đột biến biến thành 3.501, đấy, thừa 1 thay thế AT bằng GX. Yeah, rất là dễ. Câu số 18, giả sử nhiễm sắc thể có trình tự A B C D E G H bị đột biến thành A C D E à, C D E thì mất B rồi, đúng không? Mất B rồi. Đó. Mất B thì chúng ta sẽ là đột biến đáp án D, mất đoạn. Mất B. Mất đoạn mang B. Câu số 19, hình bên là chụp đây là chúng ta biết là nhiễm sắc đồ, đúng không? Nhiễm sắc đồ là đây là cặp số 21 đây, cặp này là 2N cộng 1 đây, đúng không? 2N là bình thường, trong đấy cặp số 21 là có thừa một chiếc, đúng không? Như vậy thì sẽ là hội chứng Down. Cái này trong sách giáo khoa có nói rồi, hội chứng Down, đáp án này. Được chưa? Câu số 20, loại ARN nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin? Vận chuyển thì nó là đáp án B, tRNA. Câu 21. Một cơ thể có kiểu gen A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ khi giảm phân xảy ra hoán vị tối đa cho mấy loại gia tử? Một cơ thể thì chúng ta sẽ là lấy tối đa hẳn luôn, đúng không? Ở đây là 4 này, nhân với 2 này là bằng 8 này, đáp án A này. Dễ rồi. Câu số 22. Một cơ thể có kiểu gen này kết luận nào sau đây là đúng? Hai cặp A và E cùng nằm trên một nhiễm sắc thể là sai. Bộ nhiễm sắc thể ở đây là 2N12 cũng là sai. Ở đây nó có 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp thôi, đúng không? 4 cặp là 2N bằng 8. Cặp B lớn B nhỏ phân lưu lập với D lớn D nhỏ, B với D phân lưu lập là sai. B với D cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Cặp A lớn A nhỏ phân lưu lập với tất cả các cặp còn lại, đúng. A lớn A nhỏ đây phân lưu lập với tất cả những cặp còn lại, được chưa? Đáp án đi. Câu số 23, một quần thể ngẫu phối ở thế hệ xuất phát là có 500 B lớn, 400 B lớn B nhỏ và 100 B nhỏ B nhỏ, tức là 0,5 B lớn,
0,4 b lớn b nhỏ và 0,1 b nhỏ đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có đó là gì? À, đáp án nào là không đúng đúng không? Đây là b lớn thì sẽ có tần số là 0,5 cộng 0,2 là 0,7 b lớn, 0,3 b nhỏ đúng chưa? Đấy, như vậy là đáp án A. Ý này là ia luôn đúng không? Câu 23 ia này là sai luôn. Đề cho 0,6 0,4 này. Đấy, thấy chưa? À, quá là dễ rồi. Sau một thế hệ ngẫu phối thì ở F1 tần số b lớn với nhỏ 42% đúng rồi, 0,3 0,7 bình phương lên thì b lớn với nhỏ sẽ bằng 2 nhân b lớn nhân b nhỏ. Đấy. Đúng chưa? Là bằng 42%. Chuẩn không? 3721 nhân 2 là 42. Quá dễ nhờ. Mấy cái này thì thầy nghĩ là các bạn vèo một cái là các bạn xong hết đấy. Thầy chữa chắc khoảng tầm 10 phút nữa là xong hết đấy. Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát là 300, A lớn, A lớn, 100, A nhỏ, như vậy là tổng là 0,4 đúng không? 3 phần 4. 3 phần 4 A lớn và 1 phần 4 A nhỏ cho tự thụ phấn. Tự thụ phấn thì ở đây là đồng hợp hết rồi. Thì thế hệ F1 tỷ thì nó cũng vẫn như nhau đúng không? Như vậy là đáp án B. F1 tỷ thì nó cũng vẫn thế, tự thụ mà. Nhóm động vật nào sau đây có giới tính mang cặp những sắc thể XX là cái, còn XY là đực, thì nó sẽ bao gồm là lớp động vật có vú và con người đúng không, rồi giấm nữa. Vậy là câu 25 đáp án D, gà bồ câu bồ A. Đây là mang cái mang XY, còn thì là đực mang XX đúng không, đực mang XX thì nó sẽ là lớp chim, lớp chim, lớp gia cầm và bướm, cũng như là một số loài tằm kén đúng không. À, đáp án đi à, thì nó sẽ ngược lại với người, đực là xy, ví dụ gà trống là xy, gà mái là xx, sorry các em, đực là xx còn cái là xy, gà trống thì là xx còn gà mái là xy. Đấy, cái này người ta cũng hay lừa các bạn lắm nhá. Đấy, câu số 26, những thành phần nào sau đây là cấu tạo nên những sắc thể ở sinh vật nhân thực thì ADN và protein histone đúng không? Khá là dễ, đáp án B. Ở đậu Hà Lan thì bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ 2N14 kết luận nào sau đây về số lượng ở các thể đột biến chưa xác định? Chưa xác định thì chúng ta sẽ có đáp án D đúng không? Nhiễm sắc thể ở tam bộ. À, chưa chính xác. À, tam bộ thì là 3N, 3N nó phải bằng 21 đúng không? À, tam bộ. Còn 15 đây là 2N cộng 1. Đấy. 2N bằng 14 thì 2N cộng 1 bằng 15. Ở một loài thực vật A lớn là quả tròn, A nhỏ là quả dài, B lớn là quả chín sớm, B nhỏ là chín muộn, lai cây quả tròn chín sớm với cả quả dài chín muộn thu được ở đây là hoán vị gen rồi đúng không? Nhìn đây là biết rồi, 80, 80, 20, 20. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ xác định được ngay dài và sớm là giao tử liên kết. Đấy, dài và sớm, tròn và muộn cũng là giao tử liên kết. Vậy thì chúng ta sẽ có đó là gì? Dài sớm chia cho tròn muộn đúng không? Đáp án của chúng ta câu 28 là đáp án A. Đấy. Dài sớm và tròn muộn. Dài sớm thì là chéo rồi. Dài đây, sớm đây. À, đúng không? Dài sớm với cả tròn muộn. Tròn muộn nhỏ b lớn. Đấy. Được chưa? Tròn, muộn, dài, sớm. Được chưa? Đọc ngược được không sao cả, bởi vì tùy người ta quy ước thôi. Chúng ta chỉ cần biết đó là đây là giao tử chéo là được rồi, không phải giao tử đều. Đấy, giao tử chéo tức là gì? Tức là một trội một lặn. Giao tử đều là cùng trội hoặc cùng lặn. Đấy. Câu số 29, đây là một bài về nhóm máu cơ bản thôi, đúng không? Chúng ta biết đó là gì? Ở một quần thể người đang cân bằng di truyền, tần số cho sẵn hết rồi, kết luận nào sau đây là không chính xác? Người có nhóm máu B. Máu B thì được tính như thế nào? Là IBIB cộng với cả gì? Cộng với cả IBIO, đúng không? Sẽ bằng là gì? Bằng IB bình phương cộng với cả 2 nhân IB nhân IO, đúng không? Thì nó bằng bao nhiêu? IB bình phương là bằng bao nhiêu? Là 3% bình phương là 9%. 30% bình phương là 9%. Cộng với cả IBIO thì là bằng 0,3 nhân 0,3 nhân 2 là 18%. Vậy là tổng là 27%. Đấy, thì đáp án A là sai luôn, không phải 30 mà là 27%. Có 6 loại kiểu gen là đúng rồi. Người nhóm máu O thì là IO bình phương là bằng 9%, đúng rồi. Người nhóm máu A thì là IAIA là 16%, cộng với cả A nhân O nhân 2 là
3 4 12 nhân 2 là 24, đúng không? Bằng 40%, đúng không? Đấy. Đúng hết rồi. Có mỗi IA sai rồi. Câu số 30. Ở người bệnh mù màu là do gen lặn trên vùng không tương đồng của X, đúng không? X mà nhỏ là gây bệnh. Đề bài cho biết là một phụ nữ bình thường có chồng bị bệnh là x mà nhỏ y, phụ nữ bình thường là x mà lớn gạch ngang, đúng chưa? Và họ sinh ra một người con trai bị bệnh, con trai bị bệnh như vậy chắc chắn sẽ nhận x mà nhỏ từ mẹ đấy, được chưa? Bởi vì di truyền chéo cho nên là con trai bị bệnh là nhận từ mẹ, nhận x từ mẹ đấy, như vậy thì x mà nhỏ là nhận từ mẹ là đáp án D, 30D. Câu 31. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được cơ thể mới mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau mà lai hữu tính không thể tạo ra, thì nó chính là gì nhỉ? Lai tế bào sinh dưỡng, đúng không? Đáp án B. Lai tế bào sinh dưỡng khá là dễ thôi. Câu 32. Theo Hardy Van Beek thì chắc là hỏi cân bằng di truyền thôi, đúng không? Cân bằng di truyền thì nó sẽ có cái gì? 0,5, 0,5 là sai này, ý này là đúng này. 0,2 là sai này. 75 25 là sai này. 64 là 0,8, đây là 0,2 đúng này. Cái này sai này. Như vậy có hai ý thôi đúng không? Ý 2 và ý 5. Đáp án A. Đó. Dễ quá nhỉ. Đề này thì chắc vèo cái là xong. Các bạn nhớ là xem xong thì chúng ta sẽ ở lại và chuẩn bị 9 giờ thì chúng ta sẽ xem luôn là trận chung kết giữa thầy Tuấn Anh và thầy Thuận Toán nhá. Đấy. Thì cái này sự kiện này rất là nhiều quà. Đấy, các bạn có thể ở lại và 9 giờ lên fanpage của thầy cũng được hoặc bất kỳ thầy cô nào cũng được, chúng ta xem nha. Trên mạch mang mã gốc của gen thì một bộ 3 3, XG, A 5, thì bộ 3 tương ứng trên mRNA sẽ là gì? Là 5, đúng không? X thì thay bằng G, G thay bằng X, A thay bằng U, đúng không? 3, GXU 5,3, đúng không? Đáp án B. Đấy, khá là dễ. Câu 34. Câu 34 này thì chúng ta sẽ có cái gì? Do ở đây là trên một cánh của nhiễm sắc thể, tức là một vai đấy. Nhiễm sắc thể của chúng ta thì sẽ có vai dài, vai ngắn, đúng không? Đấy, nhiễm sắc thể sẽ có vai dài, vai ngắn. Người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự như sau. Đột biến đây là A, B, C, D thì C, D, E thì sẽ đột biến biến thành E, D, C. C, D, E biến thành E, D, C, đúng không? Nó là đảo đoạn thôi, đúng không? Vậy thì câu 34 này sẽ là đáp án gì? Làm thay đổi trình tự phân bố, đúng rồi. 34, thay đổi trình tự phân bố, đúng. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen là sai. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết thì đúng. Chứ nó không làm thay đổi nhóm gen liên kết đâu nhá, nó sẽ làm thay đổi thành phần nhưng nó không làm thay đổi nhóm gen liên kết, được chưa? Có làm có giảm khả năng sinh sản của thể đột biến thì cũng chưa chắc, đúng chưa? Chưa chắc. Đấy. Như vậy giảm thì có thể đó, à đề bài cho từ có thể là đúng rồi, có thể là đúng rồi. Làm thay đổi thành phần gen, sai, không làm thay đổi thành phần, đúng không? Thay đổi thành phần gen thì chính là thay đổi nhóm gen liên kết rồi, là không có nhá. Thầy đọc thiếu đấy, đọc nhầm. Vậy là ý này là ý 1 và ý 4, đáp án C, đúng không? Rồi. Các bạn lưu ý là đột biến đảo thì có khả năng làm giảm khả năng sinh sản này khi mà dính vào những cái gen quan trọng. Và người ta gọi ở trạng thái này đó là bán hợp tử đấy. Được chưa? Bán hợp tử. Bán, trạng thái bán. Có thể là nó sẽ rơi vào những cái gen quan trọng liên quan đến cả giới tính nữa, nó cũng có đấy. Đấy. Rất là nhiều cái mà liên quan đến đảo đoạn, nhưng mà các bạn chương trình các bạn không học sâu, chúng ta chỉ cần biết như vậy là được rồi. Câu số 35, trong các mức cấu trúc hiển vi, đúng không? Sợi cơ bản và sợi chất nhiễm sắc, cơ bản thì là 11, nhiễm sắc thì là 30, đúng không? Đấy, thì chúng ta có đó là gì? Câu 35 đáp án gì? Đáp án C, đúng không? 11 và 30. Trong các phát biểu sau, những phát biểu nào đúng về đặc điểm của mã di truyền thì chúng ta có đáp án gì? Đặc điểm nào đúng? Câu 36. Chuyển gen tổng hợp insulin và vi khuẩn tổng hợp được insulin là do mã di truyền có tính phổ biến. Đúng rồi. Đấy, có tính phổ biến là tức là tính phổ biến là hầu hết các loài sinh vật trên trái đất là đều có sử dụng chung một bộ mã di truyền, đúng không?
Chính vì thế cho nên là tổng hợp, chúng ta có ADN tái tổ hợp thì mới tổng hợp được những cái mà con người cần thiết. Có thể sản phẩm là cho insulin vào trong sữa dê hay là sữa bò cũng được nha, chứ không cứ gì phải là 100% phải E. coli, được chưa? Câu số 2, mã di truyền có tính đặc hiệu là mỗi một loại acetamin chỉ được mã hóa bởi một bộ ba, là sai, đúng không? Cái này thì nó không phải. Chúng ta có tính thoái hóa là một acetamin có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba, còn cái tính đặc hiệu là một bộ ba thì chỉ được mã hóa cho một acetamin. Đấy, thấy chưa? Vậy là ý hai này là sai. Ý hai đã sai thì chúng ta sẽ gạch đi đáp án B và đáp án C. Ý một đúng rồi. Bây giờ xem ý ba nào. Các bộ ba 5,3, đúng không? Cùng quy định tín hiệu kết thúc của dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền. Chúng ta xem nào. Nào xem có đúng không nhá. Các bộ ba UA, UAG và UGA là tín hiệu kết thúc, đúng không? Chúng ta có tính thoái hóa thì nó sẽ không liên quan đâu. Các bạn sẽ đọc thật là kỹ vào để xem nốt ý 4 nào. Bộ 3 5,3 AUG quy định tổng hợp acetamin methionine và mở đầu dịch mã là ví dụ về tính thoái hóa là sai, đúng không? Đấy. Như vậy là ý 4 sai thì ý 3 sẽ đúng. Nhưng mà cái câu ý 3 này nó cũng chưa thỏa mãn lắm, bởi vì là thầy nghĩ là cái phần này là tín hiệu kết thúc ấy, thì nó sẽ không phải là cái này là tính thoái hóa đâu, mà nó sẽ nói về một cái đặc điểm của mã di truyền, không phải đặc điểm của mã di truyền mà nó là một cái đặc điểm của cái bộ cái tín hiệu kết thúc thôi, chứ không phải là tính thoái hóa. Được chưa? Tính thoái hóa thì chúng ta xét ở đây là xét đến acetamin, đúng không? Xét đến acetamin mà trong đấy thì là mã kết thúc thì lại không quy định acetamin, cho nên là nói nó cũng hơi nửa vời, chưa đúng lắm. Được chưa? Câu số 37 thì cấu trúc di truyền của quần thể trạng thái cân bằng di truyền 0,4 0,6 thì nó sẽ là 16 4836, đáp án D, đúng không? Câu này dễ quá rồi. Câu 38. Trong quá trình giảm phân, ruồi giống cái đã xảy ra hoán vị 20% thì sẽ có là gia tử liên kết là bằng 40, gia tử hoán vị là bằng 10, đúng không? Đáp án là đáp án A. Dễ quá rồi. Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, không có hoán vị gen luôn, peptide nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất? Nhiều kiểu gen nhất thì nó là cái này là 9 kiểu gen này, 9 này. Cái này thì mấy đây? 3 này nhân với cả đây là 2 này, 3 nhân 2 là 6 này. Cái này thì sao? Cái này là không có hoán vị gen nhá, các bạn để ý không có hoán vị gen. Không có hoán vị gen thì cái này thì chỉ cho 3 thôi. Nhờ. Và cái này thì ít hơn rồi. Cái này thì 1 này, 2 này, cũng là 3 thôi. 3 thôi. Nếu mà có hoán vị gen thì sẽ khoanh đáp án B. Đấy. Còn không có hoán vị gen thì sẽ khoanh đáp án D là 9. Có hoán vị gen thì đáp án B là 10 nhá. Ưu thế lai là hiện tượng con lai gì? Có những đặc điểm vượt trội với bố mẹ và ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở F1 nhá. Đấy. Cái này dễ quá nhở? Dễ quá. Câu 39 C á. 39 thằng nào chọn C đấm nhá giờ? Lê Hải Nam và Nguyễn Nam. Bọn mày hay thế nhở? Này là thôi thôi chữ thầy giả thầy hết rồi. Đấy. Rất là nhiều bạn vẫn còn sai câu 39 nhá. Thế như vậy mới thấy được là mặc dù rất là dễ nhưng mà chúng ta vẫn hỏng kiến thức trái hiểu luôn. Đấy các bạn thấy không? Thầy chữa trong nó có khoảng tầm 30 phút thôi chữa xong hết rồi. Chữa đấy nhá, còn chưa tính làm, nếu mà làm thì nó sẽ còn nhanh hơn. Thế mới thấy được là các bạn vẫn còn hỏng quá nhiều kiến thức luôn. Nhầm xíu mà thầy, mày bỏ cái mặt cười đi, thầy đấm cho giờ nhìn ghét. Thầy giang hồ quá, thích giang hồ, giang hồ. Đôi khi phải giang hồ mới trị được cái bọn này. Đấm vỡ mồm. Thôi. Thực ra thì nói thế thôi, đấm làm sao được chúng mày, bây giờ học online chứ có phải là học offline đâu, đúng không? Học online đấm thì đấm qua màn hình à, đấm vào điện thoại à? Dễ lắm mà. Bài này là Fast and Furious đúng không? Quá nhanh, quá nguy hiểm. 40A sai chặt kill. Mày có còn đâu mà chặt. Thầy ơi, tí có quà hả thầy? Đúng rồi, tí nữa nha, 4 giờ. À quên, 21 giờ. Châu Phụng này cũng sai câu 39 này. Thằng này là phải đấm này. Để tao xem rằng có những thằng nào sai câu 39 tao đấm cho một trận. Thằng thằng nào đây? Thằng 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 thằng
cái comment là lướt đi rồi. Có thằng Nguyễn Nam này, Châu Phụng này, còn một đứa nữa cơ, mấy đứa cơ, sai câu 39 đấy, phải đấm nó luôn. Nhớ tặng cái gì cho cháu thì phần này thì thầy không biết. Nói chung là thầy thầy Tuấn Anh với cả thầy thuận toán thi chứ không phải thầy thi. Thầy Kiên mông to chào em đi. Chào Nguyễn Phú Dung nhá, đã đi Hà Nội ai chả. Hôm nay là lại có cu cậu vào xem mình cơ. Các bạn có biết bạn Nguyễn Phú Dung này không? Comment là thầy Kiên mông to này này. Đấy, đây là học trò của thầy khóa 2000 này. Đấy, rất là giỏi luôn. Học trò của thầy khóa 2000 và nó là thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa khóa 2000 đấy. Năm 2000 các bạn biết là điểm số nó rất là thấp đúng không? Bởi vì đề thi rất là khó. Thế nhưng mà bạn này vẫn được Đỗ Y Hà Nội vào dư khoảng tầm 3 điểm. Đấy, các bạn biết không? Đỗ Y Hà Nội, Đỗ Đa Khoa mà còn dư 3 điểm là các bạn biết như nào đấy. Đấy, học trò của thầy những cái khóa 2000, 99, 2000, 201 nó VIP lắm. Không như bây giờ các bạn lười bỏ sừ ấy. Học rồi thì dọa, rồi đấm, rồi thì chửi mãi, rồi nó cũng có khá hơn được đâu. Hai thầy kia đánh bại hai thầy em học nên không xem. Xem đi mà nhận quà, quan trọng gì đâu, chơi cho vui chứ còn nó cũng không có quá là nhiều cái kiến thức trong bài giảng, mà nó chỉ là vui thôi. Được chưa? Đề này thì các bạn là chắc chắn là 9 cộng hết rồi, cố gắng được 10 nhá. Cố gắng được 10 nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy nghỉ ngơi đi ăn đây. Chúng mày cứ cười thầy đi. Thầy có người yêu chưa? Giờ còn hỏi thầy có người yêu chưa? Thầy có một núi người yêu rồi. Thầy có một riêng một quyển người yêu cũ này. Đây, cho chúng mày xem này. Một quyển người yêu cũ luôn nha. Đấy, một quyển luôn, ghi vào đây, một quyển người yêu cũ. Đấy. Thầy có hẳn một ổ cứng ghi người yêu cũ ở đây này. Đấy, một lít người yêu cũ. Rồi, thôi, bye bye các em. Bốc phét thế đủ rồi. Thầy sắp cưới vợ rồi. Được rồi, cố gắng nhá. Chúng ta đây sẽ có phần quà cho các bạn đây, cái bộ đề đây này, bị kíp lượt đề đấy. Trong nhà thầy thì có chẳng có gì ngoài sách, các bạn biết không, rất là nhiều sách đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cuốn khoa học không gian và bách khoa toàn thư, hai cuốn này khá là nặng đấy, rất là đẹp đấy. Các bạn có thể tìm đọc mua cuốn này cũng được, đẹp hay, nó khá là hay đấy, đặc biệt cho những đây này, nó mở một phát ra DNA và gen này. Đấy. Ở đây có cả cái gì đây, tĩnh điện đây này. Đấy, được một cái camera rồi. Radio và tivi này, đấy, mạch điện này, vân vân này. Cuốn này rất là hay. Đấy. Sách nó in màu đẹp lắm nhưng mà nó đắt. Quyển này 650.000 cơ. Các bạn nói chung là thầy mua sau này còn cho con thầy đọc. Đây quyển Bách khoa toàn thư không gian này, quyển này cũng hay. Bạn nào muốn nghiên cứu về vũ trụ, ngày xưa thầy có ước mơ làm phi hành gia đấy, mà mỗi tội là đi ô tô bây giờ cũng vẫn say, cho nên là khả năng là không đi được tàu vũ trụ rồi. À, có sao thổ này đấy, nó nói rất là nhiều thứ, vẽ rất là đẹp luôn, bạn đồng hành của trái đất này, vân vân này, lực hấp dẫn của thủy triều các thứ. Nói chung là nếu mà bạn nào đam mê thì hãy mua, bởi vì hai quyển này nó rơi vào 1.300.000, rất đắt. Còn nhà thầy thì không có gì ngoài sách. Đấy. Thầy có cuốn Campbell, Campbell thầy phải có 7 cuốn, 8 cuốn. Campbell thầy không để ở đây, Campbell thầy để trong tủ. Đây, có cuốn này rất là hay. Đấy. Chuyến du hành tế bào ung thư này. Đấy. Đây là của tác giả Hoàng Nam tặng thầy. Còn có gì nữa nhỉ? À đây có cả cái búa nữa các bạn, thằng nào lười là ăn một búa nhá. Đấy. Búa này rất là nặng. À, thế thôi. Ok, thôi bye bye các em nhá. Hẹn gặp lại vào tối mai. Tối mai chúng ta sẽ làm một đề học kỳ nữa 30 câu thôi. Thầy soạn xong rồi. Đề nó cũng khá là dễ mà. Nói chung là đề học kỳ thì chỉ thế thôi.
Còn bạn nào mà muốn mà luyện đề VIP ấy thì đấy, đăng ký luyện đề với thầy. Riêng cho các em xem là 1 lít luyện đề luôn. Đây. Cho các bạn xem. Đâu nhở? Cái show desktop. S. Đây, có thể cho các bạn xem. Nhầm rồi, nó bị lệch rồi. Đây. Nhìn thấy chưa? Bộ đề này. 30 đề cho khóa 9 cộng này. 9,5 cộng cũng có thêm 10 đề nữa. Cho xem thử nhá. Đấy, đây là bản nó chưa. Đây là bản chưa gì nhỉ? Chưa 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 đề co, chưa xem những câu cuối này mới hay này. Đây, đọc đề đây. Đấy, nhìn thấy chưa? Bài toán con gà đấy, giải chi tiết các thứ luôn. Đây là quần thể kết hợp với cả cân bằng di truyền với cả chọn lọc. Đấy, phả hệ đây. Nói chung là thầy đầu tư khá là tâm huyết cho cái khóa luyện đề này. Các bạn có thể xem. Thầy ấn nhầm một cái nào ấy nhỉ? Ok. Đấy, hẹn gặp lại các bạn nhá. Đề dài quá đọc mệt luôn à. Làm sao để đăng ký à? Đăng ký thì inbox cho thầy nhá. Inbox cho thầy. Ôi, nói chung là học đi, đừng lười nữa. Rồi, bye bye.